Thưa quý vị và các bạn, từ năm 1960, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Long An đã kết nghĩa nhằm tăng cường mối quan hệ ruột thịt gắn bó giữa hậu phương miền Bắc và tiền tuyến miền Nam. Đến nay, hai tỉnh vẫn duy trì mối quan hệ bền chặt trên nhiều lĩnh vực, tiếp tục phát huy truyền thống ấy. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 10, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên và Long An tổ chức cuộc làm việc trao đổi kinh nghiệm và ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh. Trong khuôn khổ chương trình, chiều nay, đoàn công tác Ban Thường vụ tỉnh ủy Long An có buổi thăm làm việc tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tiếp làm việc và cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đoàn đến thăm, làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long 2 trên địa bàn huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào. Đây là một trong những khu công nghiệp kiểu mẫu của cả nước do tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản triển khai từ năm 2006 với diện tích trên 520 ha. Đến nay, khu công nghiệp thu hút được hơn 80 dự án đầu tư, chủ yếu từ Nhật Bản, đều là các dự án có hàm lượng công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường, với nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Toyota, Panasonic, Daikin, Toto, Kyocera, Hoya. Các dự án này chiếm gần một nửa số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại tỉnh Hưng Yên, tương đương 3,5 tỷ đô la Mỹ, tạo việc làm cho 28.000 lao động. Tiếp đó, đoàn đến thăm khu đô thị Eco Park tại huyện Văn Giang với diện tích gần 500 ha, tổng vốn đầu tư 6 tỷ đô la Mỹ. Đây là khu đô thị sinh thái đẳng cấp, xanh, thông minh với hơn 20% diện tích là mặt nước và cây xanh, tỷ lệ xây dựng 21%. Khu đô thị Eco Park góp phần quan trọng vào việc nâng cao tỷ lệ đô thị hóa ở tỉnh Hưng Yên. Đoàn cũng đến thăm một số mô hình trồng hoa, cây cảnh tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang. Đây là các mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Sáng mai, ngày 27 tháng 10, tại trụ sở tỉnh ủy Hưng Yên sẽ diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa Ban Thường vụ hai tỉnh Hưng Yên và Long An.